tổng chào tất cả các bạn. Vâng, trước khi vào chương trình. Vâng, thưa tất cả các bạn, như vừa nãy tôi cũng nói sơ qua các bạn về chương trình hôm nay, thì tôi nói về cái vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước. Vâng, thì như tất cả các bạn đều đã biết, bọn chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại và cái bọn dân chủ quậy trong nước, chúng nó lúc nào cũng phủ nhận cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Và cái mục tiêu, tôi nói với tất cả các bạn, là cái mục tiêu của chúng nó đánh phá là chẳng qua là chúng nó muốn lật đổ cái Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, và chúng nó đòi coi như là thực hiện một cái thể chế đa nguyên đa đảng như thế này thế khác. Nhưng mà như tất cả các bạn đã biết là cái đất nước Việt Nam mình thì nói chung là Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước, và coi như là hiện nay coi như là lãnh đạo nhân dân cùng xây dựng đất nước ta càng ngày càng phát triển và càng ngày càng để cho sánh vai với các cường quốc năm châu, như là cái thời sinh thời, cái thời mà Bác Hồ còn sống thì Bác Hồ hằng mong ước. Thì bây giờ tôi nói với tất cả các bạn này, cái bọn mà ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn ấy, từ chúng nó là xuất thân từ cái thời ra là chúng nó làm Pháp đẻ ra chúng nó, mà sau năm 1954 thì tất cả những gọi là cái lính bảo hoàng ngày xưa mà cái lính phục vụ cho Pháp đều chạy vào phía Nam này và tiếp tục chúng là làm tay sai cho Mỹ. Thì và cho đến năm 1975 thì là chúng nó chạy tụt quần sang bên hải ngoại. Thì tôi nói với tất cả các bạn là cái bọn đấy thì nó không có làm được một cái điều gì cho nhân dân Việt Nam, cho đất nước Việt Nam và cho dân tộc Việt Nam cả. Mà hiện nay coi như là chúng nó suốt ngày chúng nó coi như là muốn nói xấu về cái Đảng Cộng sản Việt Nam, và chúng nó đòi cái lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam để thay vào một cái thể chế khác, và trong đó chúng nó cũng có phần. Vâng, thì bây giờ này, thì tôi mới nói với tất cả các bạn là cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập năm 1930 tới nay thì là như tôi đã nói trong nhiều chương trình khác, tức là tất cả nhân dân trên ở mỗi một nước trên toàn thế giới này, người ta đều cũng có cái mong muốn rằng là thứ nhất là đất nước phải hoàn toàn được thống nhất, non sông liền một dải. Vâng, cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai đấy là coi như là cái kinh tế phát triển. Vâng, thì là về cái kinh tế phát triển, đó là cái mong mỏi của nhân dân bất kỳ một cái nước nào trên toàn thế giới này, ví dụ như Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Thì bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thành rất tốt hai cái nhiệm vụ đó, tức là giải phóng dân tộc khỏi cái ách nô lệ, khỏi cái ách ngoại xâm của cái bọn mà giặc bên ngoài, và thống nhất toàn vẹn non sông đất nước, và hiện nay coi như đang lãnh đạo nhân dân ta coi như xây dựng cái kinh tế hiện nay rất phát triển. Vâng, thì hiện nay thì trước mắt thì tôi nói với các bạn, nói sơ qua về cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái quá trình coi như là đánh đuổi cái bọn giặc ngoại xâm và coi như là thống nhất đất nước, để là làm cho đất nước Việt Nam coi như non sông liền một dải. Vâng, xin thưa với tất cả các bạn, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập coi như ngày 3 tháng 2 năm 1930, thì là khi cái thời gian đó thì là nước Việt Nam của ta thì bị giặc bọn thực dân Pháp đô hộ. Vâng, thì là cái mục tiêu Đảng Cộng sản Việt Nam của ta thành lập ra là đánh đuổi thực dân Pháp mà mang lại cái nền độc lập tự do cho toàn dân tộc. Vâng, thì cái thời gian từ năm 1930 đến 1945 ấy, thì cũng có rất nhiều những phong trào của những người dân nổi lên mà cũng có mục tiêu là cũng đánh đuổi bọn giặc thực dân Pháp để mà giành độc lập cho dân tộc. Nhưng ví dụ như cái phong trào của cụ Phan Du Trinh hoặc của cụ Phan Bội Châu, hoặc một số những cái phong trào lẻ tẻ của nhân dân khác như phong trào của Nguyễn Trung Trực, vâng, vân vân. Vâng, rất nhiều phong trào của nhân dân, tức là người ta muốn đứng lên
đánh đuổi cái bọn thực dân Pháp để giành độc lập cho dân tộc, nhưng mà chỉ có cuối cùng là chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam với một cái cương lĩnh rất là rõ ràng, vâng, thì mới lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi được cái bọn thực dân Pháp và giành độc lập cho dân tộc. Vâng, như thế là năm 1945 thì là mình Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là lãnh đạo nhân dân và cái mặt trận Việt Minh đã giải phóng, đã cướp chính quyền từ tay bọn Nhật và thành lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng mà tức là tôi nói với tất cả các bạn là cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cái thời gian đó thì khi mà thành lập thì có rất nhiều đảng khác nhau. Vâng, thì ví dụ như Đảng Cộng sản này, Đảng Xã hội, Đảng Dân Chủ, là Quốc Dân Đảng, là Đảng Dân Việt, rồi là Đảng Cần Lao, rất nhiều đảng khác nhau. Nhưng mà khi mà giặc Pháp, mà khi sau năm 1945 ấy, thì giặc Pháp quay lại, thì chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chứ người dân Việt Nam đã làm nên coi như là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, tức là cuộc chiến 9 năm kháng chiến trường kỳ, thì là chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam và cùng với mặt trận lãnh đạo nhân dân Việt Nam cùng với mặt trận Việt Minh đã là làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, buộc coi như là giặc Pháp ký hiệp định Geneva năm 1954, và theo hiệp định Geneva thì Pháp phải rút quân và trong miền Nam, tức là trong cái vĩ tuyến 17 trở vào á, và đến năm 1956 thì là tổng tuyển cử. Vâng, nhưng mà với thì là cái thời gian mà năm 1954 ấy, thì những cái người mà ví dụ lính Bảo Hoàng và cái lính mà tức là làm tay sai cho Pháp ấy, thì như vừa nãy tôi nói, tức là đều chạy vào phía Nam hết, và sau này coi như là chúng đó là có tiền thân của cái chính quyền ngụy Sài Gòn. Vâng, ví dụ như rất nhiều người ngày xưa là đi lính làm đi lính cho Pháp, ví dụ như ông Dương Văn Minh chẳng hạn, hoặc là Nguyễn Cao Kỳ, đều là những người đi lính cho Pháp hết, mà sau này làm tổng thống hoặc là phó tổng thống cái chính quyền ngụy Sài Gòn. Vâng, thì tôi mới nói là cái chính quyền ngụy Sài Gòn ấy là con đẻ của Pháp và là con nuôi của Mỹ. Vâng, thì sau này khi mà vào chính năm 1956 thì tôi nào chỉ nói sơ qua tí thôi, thì là theo hiệp định Geneva thì là năm 1956 thì có cái sự cuộc tổng tuyển cử trong cả nước để mà ví dụ thống nhất đất nước, nhưng mà âm mưu của bọn Mỹ thì chúng nó không muốn coi như là nước Việt Nam mình thống nhất, cho nên là Nam Bắc đã bị chia đôi kể từ cái vĩ tuyến 17. Vâng. Thì là trong cuối cùng coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam lại lãnh đạo nhân dân làm một cái cuộc kháng chiến mà đánh đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi cái bờ cõi của đất nước Việt Nam và đánh cho bọn ngụy quân ngụy quyền tụt quần ra. Thì ở đây trong cái cuộc chiến tức là từ năm 1954 đến năm 1975 thì là chỉ có mỗi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo những người dân ta coi như là và quân đội ta đánh đuổi giặc Mỹ ra khỏi bờ cõi đất nước và đánh cho coi như là bọn ngụy Sài Gòn coi như mình nói câu gọi chạy tụt quần ra coi như là sang bên Mỹ chẳng hạn, bên Mỹ. Vâng, thì đấy là cho nên là từ khi mà ví dụ Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1930 và cho đến và mình tính cho đến thời kỳ năm 1975 thì Đảng Cộng sản Việt Nam mình đã coi như là lãnh đạo nhân dân, toàn quân toàn dân ta đứng lên để mà đánh đuổi cái tức là cái thời gian đó là thực dân Pháp này và phát xít Nhật này và đế quốc Mỹ coi như ra khỏi cái bờ cõi của đất nước Việt Nam. Vâng, thì bây giờ này tức là sau năm 1975 thì bọn Pol Pot Im Sen Dee chúng nó coi như là đánh Việt Nam ở cái vùng biên giới Tây Nam đấy, thì là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng lãnh đạo quân đội Việt Nam cái thời gian đó coi như đất nước mới trải qua coi 20 năm chiến tranh đất nước vô cùng coi như là quyệt quệ về kinh tế, đồng bào của cả nước sống rất là cực khổ rồi, nhưng mà vì là bọn Pol Pot
đã đánh chiếm ở cái vùng biên giới phía Tây Nam, cho nên là Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân cùng quân đội nhân dân Việt Nam lại làm một cuộc chiến nữa ở biên giới phía Tây Nam. Vâng, thì và coi như là năm 1979 thì bọn Trung Quốc đánh ở biên giới phía Bắc, thì quân đội nhân dân Việt Nam cùng nhân dân Việt Nam lại đánh đuổi cái bọn mà bành trướng Bắc Kinh ra khỏi biên giới phía Bắc. Vâng, và tôi còn nói nữa là năm 1978 thì là theo cái lời kêu gọi của nhân dân Campuchia, thì là quân đội nhân dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng lãnh đạo coi như quân đội để mà sang giúp nước bạn để giải phóng nhân dân Campuchia khỏi cái họa diệt chủng của bọn Pol Pot, Im Chay Ly. Vâng, thì bây giờ này đấy, thì tôi chỉ cần nói sơ qua thôi, trong suốt một cái quá trình mà từ kể từ khi thành lập đến nay, coi như là cái tiêu chí của Đảng Cộng sản Việt Nam coi như là giành, tức là đuổi tất cả cái bọn ngoại xâm nó xâm lược đất nước Việt Nam, vâng, ra khỏi cái bờ cõi Việt Nam để giành độc lập thống nhất cho toàn dân tộc. Vâng, hiện nay thì như tất cả các bạn cũng đã biết, coi như đất nước Việt Nam hiện nay đã hoàn toàn độc lập, non sông liền một dải, đồng bào Nam Bắc cùng chung một nhà. Vâng, đấy là những cái mà bất kỳ một cái người dân nào trong ở bất kỳ một đất nước nào, người ta cũng cần cái sự độc lập dân tộc, độc lập của một dân tộc. Vâng, non sông liền một dải, vâng, đất nước hoàn toàn thống nhất, thì đó là cái nguyện vọng của bất kỳ một cái người dân nào trên nào mà yêu chuộng hòa bình, yêu cái sự độc lập dân tộc ở trên thế giới này. Vâng, thì bây giờ tôi nói với các bạn là kiểu bây giờ ví dụ nha, một số cái nước phát triển chẳng hạn, ví dụ như đơn giản, ví dụ như nước Triều Tiên hiện nay chẳng hạn, ví dụ đất nước Nam Triều Tiên là hiện nay cũng là một cái nước rất là phát triển, nhưng bây giờ coi như là bây giờ Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên thì là vẫn chưa được thống nhất, thì đấy cũng là một cái nỗi đau đấy, của mỗi người dân và nỗi đau của một cái dân tộc. Vâng, thì là nhiều cái bọn chống cộng cực đoan ấy, chúng nó cứ nói là nếu mà không giải phóng thì coi như Nam Triều Tiên thì bây giờ vùng miền Nam thì cũng như Nam Triều Tiên và coi như là ngoài Bắc thì cũng như Bắc Triều Tiên. Tôi nói về đấy là như thì chúng nó lúc nào chúng nó bảo chúng nó yêu dân tộc Việt Nam, coi như là yêu tổ quốc Việt Nam, nhưng mà cái tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam thì là phải thống nhất, non sông liền một dải. Vâng, thì đấy mới gọi là cái tự hào dân tộc của mỗi người dân ở bất kỳ một cái nước nào cả. Chứ còn bây giờ ví dụ là cùng một cái ví dụ nhân dân Việt Nam cùng một cái dòng máu, coi như con lạc cháu hồng, ví dụ ở ngoài Bắc chẳng hạn nhân dân đói khổ, ở trong miền Nam ví dụ cuộc sống sung sướng như thế này thế khác, thì tôi nghĩ rằng nói chung là cái niềm vui nó cũng, tức là nhân dân sống cũng không trọn vẹn được. Ví dụ như bây giờ hiện tại như ví dụ Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên này chẳng hạn, hoặc là bây giờ ví dụ nói đơn giản nữa là đất nước Trung Quốc. Vâng, thì các bạn cũng đều hiểu là đất nước Trung Quốc hiện nay là một cái đất nước coi như là hiện nay là có cái nền kinh tế rất phát triển. Vâng, hiện nay coi như là cái nền kinh tế của Trung Quốc hiện nay coi như là vượt qua Nhật và đứng thứ hai trên thế giới, chỉ có sau Mỹ thôi. Hải Nguyễn có biết gì đâu, chỉ đứng sau Mỹ thôi. Nhưng mà ví dụ là cái đất nước Trung Quốc hiện nay vẫn còn Đài Loan còn đó, đúng không? Đất nước chưa thu về một mối, thì đấy cũng là một cái nỗi đau của một cái dân tộc người ta. Ví dụ là bây giờ ví dụ là Trung Quốc phát triển đấy, Đài Loan phát triển đấy, nhưng mà mà nói chung là đất nước vẫn chưa toàn vẹn cái lãnh thổ chẳng hạn, nghe chưa? Thì nói chung là cũng đó là cái một nỗi đau của những người dân và biết cái lòng tự trọng, tự hào về dân tộc. Coi như là một số cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên kia, chúng nó đâu có cái lòng tự hào về dân tộc đâu. Đấy, nhiều thằng nó cứ nói là thôi về giải phóng cái miền Nam thôi, còn miền Bắc thì kệ. Thì sau này miền Bắc tính sau, còn bây giờ nó về giải phóng miền Nam, coi là lấy lại cái miền Nam ngày xưa. Đấy là coi là cái đầu óc
cái bọn đấy làm sao mà gọi là cái đầu óc cái niềm tự hào dân tộc của chúng nó để đâu nhá. Một cái đất nước còn chia đôi, một đất nước còn chia cắt thì nói chung là cái nỗi đau vẫn còn đó, dù ví dụ là mình có sống sung sướng như thế này thế khác, thì nói chung là những cái người nào có ý thức về dân tộc và cái lòng tự hào về quê hương, về tổ quốc của mình, thì nói chung theo tôi nghĩ là nó người ta vẫn cứ còn cái nỗi đau của người ta. Không phát triển đúng không? Đấy. Thì không phát triển ở đâu và không phát triển thế nào chứng minh. Chứ còn cứ ngồi đấy và cứ nói cái ba sàm ba láp thì ai cũng nói được đúng không? Đấy. Thì bây giờ mà có một cái bạn nào các bạn chứng minh nên thì chứng minh được coi đất nước Việt Nam hiện nay coi như là tụt thọ và không phát triển. Đấy. Thì tôi nói với tất cả cả các bạn ấy, sau mà cái cuộc chiến đánh đuổi đến quốc Mỹ rồi, bây giờ này Hải Nguyên mời Hải Nguyên lên nói về cái sự phát triển của đất nước Việt Nam hôm nay ấy, thì bây giờ can này you wait for me? I make you inside, Paul. I make you inside, give me 10 minutes. Chứng minh. Okay. Cho. Thứ nhất là bây giờ không phát triển là đặc biệt là bây giờ cái người dân trên tính cái khi mình nói chuyện á, vấn đề gọi là kinh tế và xã hội á, thì đặc biệt kinh tế hiện tại Việt Nam mình tính cái phần trăm của người dân Việt Nam, anh nắm được với cái sự thu nhập của trung bình của một người dân chưa? Bây giờ anh tính đi cái xã hội Việt Nam hiện tại bây giờ đó nó tính bây giờ một... rồi okay. Rồi no, anh để cho tôi nói. Không Nguyễn Hà, để tôi hỏi một câu thôi. Okay. Hiện nay một đất nước, bất kỳ tôi không nói Việt Nam, bất kỳ một đất nước phải làm việc, không bất kỳ một đất nước nào. Bây giờ nói một cái đất nước phát triển thì mình phải căn cứ vào cái gì? Căn cứ vào cái người dân và thực tế. Tôi mới về Việt Nam cách đây 3 tuần thôi. Không. Tôi từ Đà Nẵng, đúng không? Và tôi biết hiện tại cái số phần trăm trên 6-70% thì cái những người đồng quê và đặc biệt là ngoài thành thị, thì anh tính đi cái xứ mức lương của người ta 2-3 triệu, 4-5 triệu, thì anh nghĩ anh ra đi ăn một bữa ăn chứ mấy, thì anh nghĩ gọi là đó là phát triển à? Bây giờ này, còn vấn đề y tế, xã hội, tất cả mọi người. Tôi nói với Nguyễn Hải này, bây giờ này Nguyễn Hải không có biết một cái gì hết đấy. Bây giờ nhá, không bây giờ này. Xin lỗi mỗi người 2 phút. Bây giờ này tôi nói với Nguyễn Hải này nhé. Bây giờ này một đất nước, bất kỳ một đất nước đang phát triển thì mình phải căn cứ vào cái gì? Thứ nhất là mình cái cảm nhận của người dân ở sống ở đất nước đó. Thứ nếu hai, anh nói nhưng vậy, mà nếu không, anh nói vậy thì ví dụ bình tĩnh, tôi chưa nói hết đấy, nếu mà Nguyễn Hải mà nói mà cái cắt đấy, tôi đưa Nguyễn Hải xuống. Với cái thứ hai, bây giờ này không, bình tĩnh Nguyễn Hải, tôi nói mày một câu thôi, tức là phải xem là cái tốc độ phát triển của đất nước đó như thế nào, bao nhiêu phần trăm GDP, đúng không? Thì anh tính gọi là tốc độ phát triển, anh biết gọi là về technology không, về vấn đề kỹ thuật không? GDP bây giờ tôi nói nó trên các nước tăng tiến anh bây giờ này tôi nói Nguyễn Hải nhá, tôi hỏi Nguyễn Hải hiện nay tốc độ phát triển về GDP của Việt Nam là bao nhiêu phần trăm, hỏi không? Tôi nói là cái tốc độ của Việt Nam phát triển, tại để tôi nói anh cái tính không tôi hỏi phải trả lời không, tôi đã tưởng để tôi nói trước khi tôi giải thích cái suy nghĩ của anh. Bây giờ này Nguyễn Hải, ví dụ này không có một cái cơ sở nào chứng minh bảo coi lương tôi là 5 triệu, tôi lương tôi 30 triệu, lương tôi 70 triệu. Cái chuyện đấy là cái gọi là Nguyễn Hải nói ra. Thấy chưa? Chứ bây giờ ví dụ tốc tôi chỉ nói với Nguyễn Hải này, một đất nước có phát triển hay không, mình phải căn cứ vào cái tốc độ phát triển GDP. Ví dụ như Mỹ 2,7% thôi, thì hiện nay có đất nước Mỹ nó phát triển gần như đến ngưỡng rồi. Thấy chưa? Hoặc là cái tốc độ phát triển của một số nước trung bình của các nước Đông Nam Á. Có nước da ngâm đen và có lúng đồng tiền. Và đặc biệt là 80 kg. Ok, anh nói xong chưa? Bây giờ tôi nói một câu, tôi hỏi tốc độ phát triển của Việt Nam hiện nay là anh có thể so GDP là bao nhiêu? Nói đi anh, cái bệnh anh, cái tính của anh, cái tư tưởng sống cái xã hội lạc hậu. Một khi anh mời tôi lên tôi nói chuyện với Hu là không thể nào trao đổi được. Bây giờ đấy tôi nói với tất cả các bạn, bây giờ ví dụ lên mình trao đổi ấy,
thì là mình phải trao đổi một cách thẳng thắn và người nói phải có kẻ nghe. Như Nguyễn Hải này đã mấy lần rồi, hôm nay tôi sẽ cho một lần nữa, thì lên thì coi như là cứ nói là ví dụ lương có người 3 triệu, có người 5 triệu, có người mấy triệu, ví dụ có người mấy chục triệu, nghe chưa? Đấy, thì bây giờ ví dụ mình phải nói cái tốc độ phát triển của một đất nước thì mình phải căn cứ vào cái ví dụ là cái tốc độ phát triển nhá, tốc độ của phát triển, chứ mình phải căn cứ vào cái GDP của ví dụ như tốc độ phát triển của Việt Nam năm 2017 là 6,81%. Đấy nhá. 6 tháng đầu năm 2018 là 7,08%. Thì ví dụ như cái trung bình, cái sự phát triển của trung bình của một số nước Đông Nam Á chỉ có 5,2% thôi. Đúng không? Đấy là cái tốc độ phát triển của một đất nước, thì nó phải căn cứ vào cái con số đó. Mà con số này được cái ngân hàng ADB chẳng hạn và cái ngân hàng ngân hàng phát triển châu Á, còn ngân hàng World Bank là coi như ngân hàng thế giới, người ta đánh giá. Thì bây giờ này, xin lỗi Khoan Lê, thì mình nói này, dụ năm nay nhá, Quốc hội đề ra là cái tốc độ phát triển là chỉ 6,7% thôi, đúng không? Nhưng mà nói chung là 6 tháng đầu năm vừa rồi tôi nói với các bạn là đạt được 7,08%. Nhưng mà theo cái dự đoán nhá của Ngân hàng Phát triển Châu Á thì là năm nay Việt Nam sẽ coi như phát triển cỡ khoảng độ sấp xỉ 7%. Nhưng mình Quốc hội đưa ra này 6,7% thôi. Đấy, thì mình vượt lên thì mình quá tốt, vì mình có phải có một cái dự toán để cho mình biết là đất nước mình phát triển như thế này, và mình có dự toán về cho cái ngân sách đấy năm nay, về mình tính kế hoạch chi tiêu năm 2019 chẳng hạn. Cho nên là những cái thằng mà ví dụ như những Nguyễn Hải ấy, mà thực tế ra thì mình muốn chưa? Chứ bây giờ ví dụ mình cứ bảo là có anh cái hai ông cãi nhau, có Lào phát triển hơn Việt Nam, Việt Nam phát triển hơn Lào, thì mình căn cứ vào cái gì? Như em ý kiến này, mình nói đơn giản thôi anh ạ, mình nói dân dã thôi, bởi vì nói như thế nó nghiêm trọng quá mà chúng nó cũng không có hiểu đâu. Mình chỉ nói này, nói rất đơn giản, một bát phở ở Việt Nam là $1, ở bên Mỹ là $12, còn trung bình thì khoảng $7-8, những cái vùng mà ngoại vi. Thì bản thân này, ngày hôm kia đúng rồi, ngân hàng thế giới World Bank, em còn mới ngân hàng, nói chuyện còn ngân hàng ADB là cái ngân hàng phát triển châu Á. Nói chung là bây giờ hiện nay hai cái ngân hàng đó thì người ta đánh giá về cái tốc độ phát triển của một cái đất nước, mà căn cứ theo cái ví dụ cái tổng cục thống kê của một đất nước, sau đó ngân hàng người ta tự đánh giá. Nó cũng không đúng lắm đâu anh ạ. Bởi vì này, chúng ta đáng nhẽ là có rất nhiều tiền, nhưng mà cái người dân Việt Nam mà đóng thuế nó chỉ khoảng 40% thôi. Còn lại 60% trốn thuế, người dân không phải đóng thuế. Anh hiểu không? Mình cứ nói là nhà nước không bắt đóng thuế đi. Đấy, chứ không phải trốn thì là người ta phải có kinh doanh. Nhưng đây là không ai hỏi ông thuế cả. Tức là nhà nước coi như là hỗ trợ cho dân nghèo là 60% không thu thuế. Thì cái lượng tiền mà Việt Nam có, ví dụ chia đầu người, mỗi người được 1.000 là chia cho cả nước. Nhưng thực tế nó thu được là chỉ có 40% thôi. Đấy. Cho nên là cái lượng, cái số đấy của mình cũng không là chính xác. Ví dụ Lê Nguyên nói một câu rất chính xác. World Bank và ADB chỉ đánh giá cái bề nổi thôi. Còn cái bề chìm người ta không đánh giá được. Hôm trước tôi đã nói rồi. Tức nếu tính cả bề chìm ấy, là cỡ khoảng độ thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay là cỡ khoảng độ hơn 4.000 đô. Nhưng mà bây giờ người ta chia ra có 2.000, tức là bề nổi là 2.650 đô la. Nhưng mà ví dụ cái bề kể tính cả bề chìm nữa là cỡ khoảng sấp xỉ 4.000 đô. Đấy. Thế nên là chúng nó không có hiểu. Mình chỉ nói này, ví dụ nó đưa ra một cái vấn đề là lương của công nhân hiện tại bây giờ hiện tại đang ở mức 8 triệu là trung bình. Thì chia ra cho mình, cứ lấy gọi là dân dã, lấy bát phở mình chia thôi, tôi được 400 bát. Nhưng với cái mức đó ở bên Mỹ, ông ăn bát phở 12 đô, ông nhân với 400 là ông phải làm bao nhiêu về bằng không thuế? Bây giờ này xin lỗi hơn 4.000 đô không đó. Xin lỗi Khoan Lê, chưa kể ông phải đóng thuế. Mình cũng phản bác cái điều này Khoan Lê nói. Ví dụ chia thì thịt bò thì sao? Thì thịt bò bên Mỹ rẻ,
mình đừng chia bát phở mà mình chia thịt bò thì nó lại là một cái khác, vì thịt bò ở bên Mỹ có khi thậm chí có khi rẻ hơn ở Việt Nam. Đúng rồi, đấy đúng rồi. Cho nên là mình cũng chỉ nói đấy là vấn đề cảm nhận thôi, mình phải nói bằng cái số liệu bây giờ. Chứ bây giờ ví dụ như có thằng nó vặt lại, nó bảo bây giờ vậy ông chia thịt bò trong việc ở Việt Nam được bao nhiêu cân thịt bò, bên Mỹ bao nhiêu cân thịt bò, đấy thì nó là cái chỗ đó. Nếu theo ý em nói này, nó nói là mình chưa phát triển. Vâng, đúng, chúng tôi không phát triển. Bởi vì chúng tôi chỉ dành 20% cho nền kinh tế. Còn lại 80% chúng tôi mua vũ khí để chống lại tất cả các cường quyền đế quốc. Cho nên chính vì thế một Việt Nam là một nước cực kỳ bé nhưng đứng thứ 14 thế giới về sức mạnh quân sự. Đánh đập tan mọi kẻ thù, cho dập tắt hết ý chí của chúng nó đi. Anh hiểu không? Mình phải nói thẳng mặt cho nó thế. Tao vừa chi 1 tỷ đô mua vũ khí đây. Mua của Nga, với bản thân này có F-500 chứ không phải F-400. Vâng. Nói để chúng nó biết rằng đừng có động đến Việt Nam, hiểu không? Đừng có mơ hão. Chúng mày không là cái gì cả. Đó. Chứ nói để biết là tao chậm phát triển được, nhưng chỉ số hạnh phúc của nhân dân tao là rất hạnh phúc. Đứng thứ 5 trên 140 nước trên thế giới. Đó. Mình mới nói mà số luôn. Dân nó rất hạnh phúc, mọi cái đều hòa bình cả. Đúng không? Chỉ có bọn ngu dốt bưng bô ngoại bang. Đúng không? Nhìn thấy cứ tưởng rằng như thế là sung sướng. Đó. Đến ngày hôm kia em vừa gặp một Việt kiều Mỹ, đúng 4-3 năm mới về. Đưa cả một thằng Mỹ sang, không hiểu là định sang chống cộng như là em hỏi là có định chống cộng không, dễ đành đạch luôn, chối đi đẩy. À, thế thôi mời bác uống rượu ốc đấy, thử xem cái món ăn đặc sản của Việt Nam nào. Cái quán đấy là ngon nhất Hà Nội. Anh hiểu không? Khen ngon quá, nhưng mà cũng ông cũng nói luôn về cái tình hình bên Mỹ như nào, bên Việt như thế nào. Đó, cái khổ của người già ở Mỹ như thế nào, buồn thối ruột luôn. Cái đường trà xá trả qua nhà cửa xa nhau, khổ muốn về lắm nhưng mà cứ sợ coi như là trả thù này nọ thế kia. Đấy, thì em hỏi là đấy, các bác về Việt Nam các bác thấy hạnh phúc không? Vui vẻ không? Chống phá làm cái gì? Thì ông ấy nói là ở nước Mỹ nó chỉ có một số rất ít những kẻ chống cộng cực đoan. Nó nói để nó lừa, nó kiếm tiền thôi. Mà đây là Việt kiều Mỹ nhá. 4-3 năm về mới nói, còn đại đa số dân là không có cái chuyện gì người ta lo làm nó ăn hết. Đấy. Còn bọn này nó xuống vào diễn đàn của anh rồi của tất cả mọi người là bọn chống cộng và nó chửi theo đàn theo bầy, chứ chúng nó không có cái trình độ gì để về kinh tế chính trị để về chúng nó nói được. Mà nói thẳng với anh em mình là chúng nó không thể nói được rồi. Đúng không? Không phải là tự nhiên anh em mình là những người bình thường lên đây diễn đàn. Đúng rồi. Mặc dù mình chỉ là người kinh doanh thôi, nhưng trình độ mình đã qua trường lớp. Đúng không? Có thể anh em mình một tháng chỉ kiếm 1-2 nghìn đô thôi. Nhưng cũng bằng gấp 5, gấp 7 lần bên Mỹ nó phải kiếm cái mức nào. Đấy, bởi vì sao? Anh em mình đâu phải đóng thuế gì đâu. Bên kia nước Mỹ là một tổ chức cho vay. Đúng không? Nó tính chi ly đến tất cả mọi người dân, cái gì cũng phải đóng thuế. Thế nhưng ngày hôm nay em lên diễn đàn chị đang hỏi là tôi mua cái này, tôi mua cái kia là tôi đóng thuế rồi. Thế mày bảo mày đóng thuế, mày có biên lai không? Bao giờ mày có biên lai chứng minh mày thu thuế thì mày hãy nói tao là mày đã đóng thuế rồi. Bởi vì cái mà mày mua là người khác họ đóng thuế. Phải không? Bây giờ cái thằng có rượu bán cho thằng có lạc. Đấy. Mày có rượu mày bán cho tao. Phải không? Tao mua của mày. Nhưng tao không đóng thuế. Đấy, nhưng mày được đóng cuối cùng là đáng nhẽ là phạt cả hai thằng phải đóng, nhưng đây chỉ có một thằng đóng thôi. Ông không biên lai thu thuế thì làm sao ông đóng góp gì cho Tổ quốc? Em hỏi Sĩ Đang thế đó, vì em tịt mồm. Không? Mày đã đóng góp được gì cho Tổ quốc chưa? Để mà mày dám nói rằng tôi làm cái việc này với kia. Mày nếu mày nói là mày đã đóng thuế. Hầu như là, xin lỗi Khoan Lê này, toàn những cái kẻ mà chúng nó gọi là đóng thuế gián tiếp ấy, mình có cái hai kiểu đóng thuế. Đóng thuế gián tiếp và đóng thuế trực tiếp. Đóng thuế gián tiếp tức là mình đi mua gạo này, mua dầu này, mua
cái nọ kia để phục vụ cuộc sống của mình. Cái đó thì, nó không biết cái, đâu. Không, thì có đóng thuế gián tiếp thì cái người kia người ta đóng thuế hộ. Chưa? Cái người mua thì họ đóng thuế gián tiếp và đóng thuế trực tiếp. Mà hầu như tất cả mọi người đóng thuế trực tiếp đều không đủ những cái an sinh xã hội và những cái xã hội dành cho mình. Ví dụ ông phải nuôi công an, nuôi bộ đội để bảo vệ cuộc sống thanh bình cho mọi người, đúng không? Hoặc là vấn đề an sinh xã hội mà xã hội dành cho mình đều được bị, tức là những người đó đóng thuế gián tiếp đấy đều chưa đủ những cái gì xã hội dành cho mình. Còn những cái người đóng thuế trực tiếp ấy, thì may ra mới đủ. Mình nói từ may ra thôi, vì ông đóng nhiều thì mới đủ, chứ ông đủ hoặc dư ra tí, còn ông đóng ít thì là chỉ phục vụ cho ông thôi, xã hội phục vụ cho ông thôi. Cho nên một số kẻ bảo tao đây coi như tao đi mua gạo tao phải đóng thuế, tao mua xăng tao phải đóng thuế nọ kia, đấy là thuế gián tiếp chưa đủ đấy. Cho nên toàn những kẻ như thế thì chúng nó lại càng kêu gạo, hiểu không? Ví dụ như Khoan Lê chẳng hạn, hoặc bình thường như tôi ngày xưa tôi kinh doanh thì tôi đóng thuế ví dụ mỗi năm mấy trăm triệu chẳng hạn, thì những cái đấy của tôi là đã vừa coi như là xã hội dành cho tôi và tôi cũng đóng góp cho xã hội. Nhưng mà những người như mình như Khoan Lê có bao giờ kêu tôi phải đóng thuế coi như là mấy ông cán bộ phải phục vụ cho tôi, xã hội phải phục vụ cho tôi đâu, đúng không? Cho nhiều khi mình không em chả có phải đóng thuế cái gì cả, kể cả một tháng em kiếm 5.000 đô em cũng chẳng đóng đồng nào, ai thu của em? Thế không, phải nói là không, cái vấn đề là mình đóng mình ở cái kiểu kia rồi. Đúng không? Vâng, thì thuế má thì mình nói vậy thôi. Em đóng đâu? Ví dụ như em nói anh em một tháng nhà em chi tiêu hết khoảng 10 triệu chẳng hạn, thì là tháng nào em cũng chi tiêu gần đấy. Thế bây giờ một tháng cũng như em kiếm được 5.000 đô là 100 triệu chẳng hạn. Không, cái thì kiếm được ấy. Cái kiếm được đóng, bởi vì em có mang ra chi tiêu đâu. Đúng không? Em không có mang chi tiêu mà em đi mua vàng cất vào tủ thì em đóng cái gì? Đúng không? Hoặc em mang gửi tiết kiệm ngân hàng em còn lấy lãi em sinh lời ra. Đúng không? Em đâu có đóng cái gì đâu. Đó, cho nên là 60% dân Việt Nam là không có đóng cái khoản đó. Không có đóng thuế. Đúng không? Nhà nước cũng không thu thuế đất. Còn nếu mình nói là bên kia chúng ta phải đi mua nhà, mua cửa, nhưng mình nhà nước, nhà mình là ví dụ như gia đình em là gia đình công nhân thì là nhà nước cấp, nhà nước phân. Còn lấn chiếm mình chưa kể. Nghĩa là có mất tiền nhà mình trả mất luôn, đúng không? Thế có phải là cuộc sống của mình nó là nhờ ơn đảng và chính phủ là ấm no hạnh phúc không, đúng không? Không ai thuế đất thuế cát thì rất chi là rẻ, một năm có 30 đô đấy, nhà gần 100 mét vuông nhà nước thu một năm có 30 đô tính vào khoảng 700.000 có đáng bao nhiêu đâu. Đấy, so với mức thu nhập mình là... Nói với Trần thêm em này, nói... đấy là cái thuế gián tiếp, vừa nãy tôi nói thuế gián tiếp và thuế trực tiếp rồi, mà không hiểu. Cuộc sống của mình bây giờ là gấp 1.000 lần cái thời năm 79 rồi. Đấy, chúng nó ra đi, nói những cái kẻ mà chạy từ trước năm 75 đu càng coi như là leo tàu mình không nói, mà mình chỉ nói những kẻ mà chạy sau năm 79, tức là sợ Trung Quốc đánh quá rồi là đói khổ quá là bỏ nước ra đi. Không? Thì những người thông cảm. Còn mình lại không, mình thông cảm, mình thông cảm thôi, vâng, mình thông cảm, mình hết vâng. Thông cảm thôi. Những người dân trong nước thông nhưng cảm. Mà những cái người ở lại họ đã xây dựng tổ quốc tươi đẹp như ngày hôm nay, các anh không có quyền về để các anh coi như là chỉ trích cái này cái kia. Không? Có thể một vài cá nhân nào đó sai, các anh không thể quy chụp cho toàn bộ đảng. Rồi sắp xếp mùi chờ một chút xíu, mình sẽ đưa sắp xếp mùi lên. Còn bây giờ nói chuyện vui đi anh ạ. Bây giờ là cái tình hình Nga Mỹ nó chuẩn bị đụng độ ở Syria, bây giờ mà đánh nhau, nước Nga mà đánh nhau với nước Mỹ thì chúng mày chạy đi đâu? Tao hỏi chúng mày chạy đi đâu? Chuẩn bị đánh nhau to rồi thì tao hỏi chúng mày chạy đi đâu? Đó, chiến tranh thế giới lần thứ ba lần thứ ba chúng mày chạy chứ không phải đùa đâu. Bọn tao sẽ lại ngồi vỗ tay để xem chúng mày chạy đi đâu. Còn cái xứ sở nào để chúng mày chạy nữa không? Cứ chửi tổ quốc nó đi rồi thì chúng mày chạy đi đâu? Đấy. Trên mà chiến tranh bây giờ nó không phải coi như là toàn phóng tên lửa tất cả tầm xa. Bây giờ từ Nga phóng qua Mỹ mà từ Mỹ phóng qua Nga. Thì không còn đường nào chạy nữa. Đúng không? Bây giờ những người ở đây bây giờ thôi. Có khi là chạy... California nó ngay sát bờ biển. Thằng Nga nó làm một quả nguyên tử ngầm tạo sóng thần thì xin lỗi là ngập hết cả cái xứ California luôn. Lúc đấy lại chạy về Việt Nam. Chạy về Việt Nam chạy đâu?
Việt Nam chạy về Việt Nam thì ông đã lên diễn đàn ông chống đối rồi thì còn người ta về xem vẫn là tổ quốc, đúng vẫn không, là còn cái đảo đất đâu mẹ đấy. Thôi lúc lúc đấy bảo tôi không chửi tổ quốc nữa, không chửi đất nước nữa, xin mong coi như tổ quốc và đất nước coi như là giang tay vòng giang rộng vòng tay lại đón những đứa con đấy. lưu lạc coi như mất dạy trở về. Nói cái câu sau là mất dạy, những kẻ chống cộng đoan nhá, tôi nói những kẻ chống cộng đoan nhá, tôi không vơ tất cả những người Việt Việt kiều nhá. Không, hôm nay em hôm qua em lên cái diễn đàn của cô Phùng Thụy Châu ấy, em thấy là các cụ ấy rất chi là yêu nước, Đúng rồi. mặc dù người ta ở Mỹ người ta yêu nước Anh ấy xông đấy. phạm cô Trần Tuệ Châu và một số Phạm đấy, hai ba anh ấy. Vâng. và họ rất yêu nước, họ rất yêu tổ quốc và nhiều người như thế, nhưng vì cái bọn này nó cứ chấn áp, hiểu không, nó gây hận thù, nó đe dọa, ví dụ như cô Phùng Thủy Châu bị thì chúng nó lên tận nhà nó kéo nó biểu tình đấy đấy, cho nên là chúng nó gọi là không hiểu chúng nó là thuộc cái dạng gì nữa, đúng không, chúng nó ăn bùa ăn bả, nhưng em nghĩ là đa phần chúng nó là dạng vô học, phải Cái nói sự như hận thế này. thù nó ăn sâu quá, và những cái kẻ sống cộng cực đoan ở bên kia này, thế khoan đây thấy không, toàn những kẻ bây giờ coi như ăn tiền wifi là một này, hai là đi rửa chân rửa tay, tức là cái cuộc sống ở bên đấy của người ta nói chung là so với đại Nó đại đa chúng số nhá nó là là khổ nghèo quá, đâm ra chúng nó đấy, quay ra là hận nghèo thù rồi ấy. Vâng, chúng nó nghèo khổ, nó quay ra hận thù, chứ những còn người đại họ đại giàu đa số có những cái bà con Việt là kiều của gì. mình ở bên kia là đều coi như là một là người ta cũng lo làm nó ăn lo cho cái cuộc sống của gia đình và của bản thân, và thứ nữa là người ta góp phần xây dựng cái đất nước Mỹ đúng không, mà nơi người ta sống đấy. Còn một số Vâng. nữa yêu quê hương yêu tổ quốc thì người ta quay trở lại coi như đầu tư về trên đất Việt Nam để kiếm những lợi nhuận nhé, vừa là có tấm lòng của mình đối với quê hương đối với tổ quốc, thứ hai là đất nước Việt Nam mình là đất nước hiện nay đang phát triển, mà cho nên cái khả năng ví dụ cái đầu tư nhé, người ta kiếm được rất nhiều những lợi nhuận. Cho nên là mình nói với Quang Lê và nói với tất cả các bạn, hiện nay ở Việt Nam mình nhé, có 3.500 những doanh nghiệp Việt kiều hiện nay đầu tư tại Việt Nam. Đấy, thì những cái người Việt kiều đó thì người ta thứ nhất là có tấm lòng, thứ hai là người ta đầu tư ở một đất nước đang phát triển. Đấy, thì người ta kiếm được nhiều lợi nhuận thì người ta đầu tư thôi, đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ người ta đầu tư ở Việt Nam mà người ta lỗ coi như mất vốn nọ kia tất cả thứ thì dù yêu quê hương đất nước kiểu gì thì người ta không đầu tư. Đúng không, Quan Lê, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Cho nên là ở đây đa phần những cái người mà chống cộng cực đoan ấy, em cũng 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 xin khuyên bảo họ rằng nên xem kỹ, xem lại tại sao chỉ có mình, chỉ có một nhóm kêu gào, đúng không, bản chất của họ là ai, ví dụ như ở Sudan chẳng hạn, em lên đến gần cuối buổi thì em mới 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 khi chị đang nói em mới biết ra là hóa ra ông này là nhà là chính quyền cũ, ngày xưa là dân 54 di cư, nhà rất chi là giàu ở trong cái thời điểm trước 75. Sau 75 thì bắt đầu là cải cách gì đó thì là gia đình rất đói khổ, phải nhờ có bà chị bên Mỹ rồi mới gia đình nó mới có tiền. Nhưng mà cái thời điểm đấy cả nước là như thế. Thế đấy, tức là cái lòng hận thù của ông là tại sao trong chính quyền cũ trước 75 nhà ông rất giàu có, đúng không? Nhà ông phải đi theo ngụy quân ngụy quyền ông mới có tiền chứ. Còn còn lúc đấy thì 95% dân miền Nam đói khổ chứ làm gì có tiền, đúng không? Thì nhà ông rất Đúng giàu có là ông phải cướp bóc, ông phải thế này thế khác thì nhà ông mới có tiền. Đó. Thì sĩ đang lên như thế là do ông là hận thù. cái vấn đề mình phải nói là mình cứ thôi mình cứ đừng nói cái câu cướp bóc, mình phải nói câu cái tiền của ông ở đâu ra đúng không. Bây giờ Vâng. ví dụ ông nội hoặc bố ba của sĩ Đan ví dụ như là làm lính cho bọn Mỹ nó trả tiền, chứ còn bây giờ ví dụ như bây giờ sau giải phóng thì ông phải tự làm, ông phải tự sống đúng không, đó là cái Vâng. là bằng hai bàn tay của ông ra, chứ ông không nằm ngửa ra để thằng khác rót vào miệng ông, cái đó là cái hai vấn đề khác nhau đúng không. Chứ còn bây giờ mình nói với lại Khoan Lê và tất cả bạn đây, ví dụ như bản thân Khoan Lê, bản thân mình ạ, bây giờ ví dụ mình có được cuộc sống như thế này thì mình cũng phải trải qua những cái lao động rất vất vả đúng không, phải cày cuốc phải như thế này thế khác.
đó là cái công sức của mình, chứ không phải là đang tự dưng mà cứ nằm ngửa ra thì ai người ta rúc vào miệng. Thì nói chung mình phải nhận định về những cái vấn đề như thế. Mấy ông chống cộng cực đoan này so sánh rất chi là khập khiễng. Một đằng là nước Mỹ nó phát triển hơn trăm năm nay. Đấy. Nó đi buôn bom bán đạn, nó đi cướp bóc các dân tộc khác, nó mang tiền về nó xây dựng đất nước. Đấy. Trong khi một đằng là vừa thoát chiến tranh, bao nhiêu bom đạn, rồi chiến tranh vẫn phải khắc phục. Kẻ thù 4-5 bên, lúc nào cũng nhòm ngó, lúc nào cũng phải đầu tư về quân đội rất chi là mạnh. Đó, thì lấy đâu ra tiền phát triển kinh tế được. Và có được chăng cũng được mới 20 năm nay sau khi mà nó dỡ bỏ lệnh cấm vận. Cái tốc độ phát triển với một cái mức đóng thuế của nhân dân như thế thì nó là cái sự vượt bậc. Vượt bậc. Thế nhà nước phải kêu gọi cái sức đầu tư trong nhân dân để có như là để tạo ra cái thế mạnh. Ví dụ như cái BOT chẳng hạn. Đó. Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhân dân cùng làm. Đấy. Nhà nước cho cho coi là... như là ông bỏ vốn ông thu lợi đi, về sau nhân dân hưởng. Bây giờ này tôi xin lỗi Khoa Lê, vừa nãy tôi đọc sơ qua một comment của các bạn. Bạn bảo ui đất nước Việt Campuchia giờ hay, tất cả các trạm BOT đều bỏ rồi. Việt Nam hiện nay hoàn toàn có khả năng bỏ được BOT. Nhưng ví dụ như mình bỏ BOT thì mình đừng xây bệnh viện nữa. Thấy chưa? Mình bỏ đúng tiền rồi. Cái nước vào xây cái đó. Hoặc mình đừng xây trường học nữa, mình đừng giúp đỡ. Đừng giúp đỡ bà con ở cái vùng biên giới hải đảo nữa, đúng không? Hoặc là mình đúng đừng rồi. Coi như là có chương trình nông thôn mới nữa, cái phúc và lợi xã hội mình lại giảm đi, đúng không? Vâng. Mình đừng có phát triển sắp tới đây, mình đừng có phát triển đường sắt nữa, mình đừng có làm những cái công trình nọ công trình kia nữa, đúng không? Đằng nào cũng vậy à, có một cái bát nước ấy đổ bên này thì đúng nó ấy đổ không bên kia đấy, hiểu. Không hiểu một cái quái gì à? của thằng Campuchia nó chỉ có một đường thôi, Việt Nam bây giờ đường chằng chịt như là mạng nhện rồi, đúng không? Thì cái tiền mà để bảo dưỡng với số lượng đường km đường đấy nó là quá lớn rồi. Đất nước Campuchia nhìn thấy là nó bé bằng một nửa Việt Nam, nó ăn được viện trợ rất nhiều, đúng không? Đến Việt Nam phải viện trợ cho nó ngửa tay nó đi xin được của người ta, trong khi mình An Nguyễn có thuế ít mà còn phải đi lo cho thôi. Bây giờ các này nước khác. Khoa Lê có các bạn ấy, bạn nên bạn nói về cái chương trình nông thôn mới này rất là hay.